bao giờ mời anh Hải cả. Tôi đuổi nằm phòng chỉ vì tôi đề nghị cho quân đội đi rất rõ. Tôi đuổi Hải, tôi cương quyết không ai có thể mua cho quân đội tôi. Thưa quý vị, từ ngày 22 tháng 1 năm 2024, Tòa Nhân dân cấp cao tại Hà Nội xét xử phúc thẩm theo đơn kháng cáo của bị cáo Trần Hùng là cựu tổ trưởng tổ 304, nay là tổ 1444 thuộc Tổng cục Quản lý Thị trường Bộ Công Thương. Bị cáo Trần Hùng kháng cáo kêu oan trong vụ án sản xuất, buôn lậu sách giáo khoa giả với quy mô cực lớn. Trong vụ án này, nhiều bị cáo khác xin giảm nhẹ hình phạt. Hồi tháng 7 năm 2023, bị cáo Trần Hùng bị cấp sơ thẩm tuyên phạt 9 năm tù với cáo buộc nhận hối lộ 300 triệu đồng từ bị cáo Cao Thị Minh Thuận là giám đốc công ty Phú Hưng Phát để giúp công ty này chỉ bị xử phạt hành chính khi bị phát hiện hàng trăm ngàn cuốn sách giáo khoa giả thay vì chuyển hồ sơ sang cơ quan công an để điều tra. Xuyên suốt quá trình giải quyết vụ án, bị cáo Trần Hùng không thừa nhận hành vi. Bị cáo Trần Hùng cho rằng mình không nhận tiền hối lộ từ ông Nguyễn Duy Hải, người bị cáo buộc là môi giới hối lộ và đã bị tuyên 27 tháng tù ở phiên sơ thẩm. Tôi dám làm, tôi dám nói, tôi chịu trách nhiệm. Vâng, đúng, Hải đã nói đặt vấn đề, tôi bảo nếu mấy trăm triệu thì tôi đúng. Lúc ấy sát sát chưa rồi, thì Hải có nói là sau khi nói thế thì tôi mắng, tôi bởi ngay cầm mạch đến tôi bảo. Hải nói là Thuận nó bảo gửi phiếu phiếu tổ công tác có ý kiến và nghiệp chứ không phải là như tôi thì tôi mắng luôn mày đến hối lộ tao phiếu xe gì kìa. Đây là bị cáo là xác nhận là có cái gì bây giờ có ý kiến và nghiệp. Tại phiên tòa, bị cáo Trần Hùng cương quyết khẳng định chưa bao giờ và sẽ không bao giờ nhận tội. Bị cáo Trần Hùng xác nhận việc ông Nguyễn Duy Hải từng đến phòng làm việc rồi đưa ra một túi ni lông. Nhưng ngay lập tức, ông Hùng đuổi ông Hải ra khỏi phòng. Đi ăn cơm, đi điều nghiệp và đi phim. Sau khi ăn cơm trưa xong, quay lại phòng 8, đưa bị cáo trình bày. Vâng, cơ quan điều tra có làm việc đúng không? Cơ quan thấy thì rất tốt, tôi là cả một người không đúng. Người khai thấy là người khai vu không bịa đặt chẳng thật. Vì tôi ở nhà về sau khi tôi đuổi Hải ra và đăng ký lại điều nghiệp cho Hải để quyết cái túi thì tôi gọi điều nghiệp rồi. Thằng này nó để cái gì đấy để cho điều nghiệp nói của Hải ơi, nói là lần tôi chửi rất vậy thì còn xếp báo đi như thế này trong cái kết luận điều tra của công an thì tôi được biết. Anh kiểu nghiệp có lời khai vẫn kiểu nghiệp là như thế thì tôi thấy Hải quay lại chạy ra ngoài trong hành lang thì tôi bảo kiểu nghiệp ấy thằng này có để cái gì anh này thì nó quay lại bảo nó quay lại cầm này thì Hải quay lại anh kiểu nghiệp nói gọi Hải các bạn thì Hải quay lại Hải cầm ký tôi có chửi lại nói thật là tôi mắng tôi bảo mày hối lộ tao là mày không muốn tao báo công an được không bắt mày cái chính thế Hải sợ bảo không có gì cái túi của em tôi cứ cầm cái túi tôi không biết đen đỏ tôi không nhớ thì đi mất thì tôi có nói với anh nghiệp là nhà tôi có việc buổi trưa tôi phải về các anh đi rủ nhau đi ăn trưa hoàn toàn sau đó một năm nữa tôi không biết cái gì nữa và sau này tôi biết các anh ấy rủ nhau ăn đi ăn bún. Cũng tại phiên tòa, ông Trần Hùng khẳng định rằng suốt 10 năm chống hàng giả, không ai mua chuộc được ông này. Không bao giờ mời anh Hải cả. Tôi đuổi nằm phòng chỉ vì tôi đề nghị trong quốc lộ đi rất rõ. Tôi đuổi Hải, tôi cương quyết không ai có thể mua chuộc quốc lộ được tôi. Tôi mời anh ra phải không thế nào? Tôi quan sát. Tôi không biết, mới 2 giờ tôi lên cơ quan gì, làm sao tôi biết được. Tôi không biết một cái gì nữa, sau đó tôi không biết gì nữa. Thưa quý vị, ngày 23 tháng 1 năm 2024, phiên tòa đã kết thúc phần xét hỏi để chuyển sang tranh luận. Đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân cấp cao tại Hà Nội trình bày quan điểm giải quyết vụ án. Cho rằng kháng cáo kêu oan của ông Trần Hùng không có cơ sở, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân cấp cao tại Hà Nội đề nghị y án 9 năm tù đối với bị cáo này về tội nhận hối lộ. Những diễn biến tiếp theo về vụ án này sẽ được chúng tôi cập nhật trong các bản tin sau.